nhận diện được quê hương với mình nên quên kiếp vòng trần, dù gian nan luôn theo chân. Chợt lòng nghe thương nhớ nhân tình mà anh vẫn chưa về, vì anh thương áo nhà binh. Khuất nẻo tôi lê gót chân độc hành, từng đêm nghe hoang vu tuổi đời trên năm ngón hao gầy, khói thuốc đen tay vàng ngược xuôi tông tư mênh mang. Vâng, quý vị và anh em vừa được thưởng thức chất âm tuyệt vời của cặp loa ôm mà mang mã số L4, cấu hình một bát 30, một tép kèn, một dòng loa thương hiệu đến từ Anh Quốc. Đây thì nội thất thì bên em tháo ra quay giới thiệu anh em về phần tổng thể nội thất của cặp loa ôm. Đấy, tình trạng zin nguyên bản hết anh em nhé, là zin nguyên bản hết bát 30. Đấy, từ của bát là từ 17 anh em nhé, từ 17. Đấy, côn này là côn côn 63. Côn 63. Từ 17 côn 63. Đây màng rất đẹp anh em này. Màng giấy gân vải tẩm dầu. Xương này là xương đúc anh em nhá, xương đúc. À, xương đúc rất là đẹp này. Đấy. Đây kèn đây. Đấy, tép kèn là họng gang anh em nhé, họng gang này. Đấy, họng gang này. Tép dòng này nghe bay lắm anh em nhé, bay và tươi. Đấy, loa rất là đẹp, nội thất đẹp lắm. Đấy, logo được dập chìm trên cái sắt từ, sắt từ là sắt từ 7 màu anh em nhé, sắt từ 7 màu. Và đây là cái phân tần. Đấy, bông tiêu âm này. Ký hiệu ôm được dập trên những quần tụ. Đấy, bao zin hết cho anh em nhé, bao zin, bao đẹp nội thất cho anh em nhá. À, zin hết này, zin hết anh em nhá, zin hết nhá. Đấy, đây màng này, đấy, phần tần này, đấy, chất năm anh em nhá. Đây, họng tép, họng tép, họng gang này. Đấy. Vâng, với cặp loa ôm mang mã số L4, cấu hình một bát 30, một tép kèn, từ của bát được sử dụng từ 17 côn 63. Thì cặp loa này thì đang có giá đầu tư là 11, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Đấy, bác nào anh em nào có nhu cầu cặp loa ôm model là L4. Vâng, giá 11 là bao ship toàn quốc cho anh em nhá. Giá 11 bao ship toàn quốc cho anh em. À, bao chất, bao đẹp nội thất cho anh em nhá. Rồi ok, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Đấy, logo của hãng được dập trên cái sắt từ. Đây, logo. Đấy.